Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc nhạc Royal Thụy Sĩ. Khác với những chiếc hộp nhạc khác của hãng làm từ gỗ thì chiếc này làm từ kính. Đây, với những họa tiết điểm bông hồng như thế này rất là gợi nhớ cho chúng ta đến những cánh hoa. Và chiếc hộp nhạc này chơi bản nhạc điệu vals của những đóa hoa. Và giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức.